Lần chơi cuối cùng của đội màu xanh lá cây, đội màu vàng chúng ta cố gắng hơn nữa, đội màu vàng cố gắng hơn nữa. Hey. Rất cần phải. Lần chơi cuối cùng của đội màu xanh dương và đội màu vàng, cố lên. Để xem tập đội nào giành được giải nhì, cố lên nào anh chị em ơi. Chưa cởi áo, xin mời tất cả thành viên của đại gia đình chúng ta sẽ cùng tập trung về khu vực sân khấu. Ngồi sâu vào. Chị Ban chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đã tham dự nhiệt tình chương trình. Và xin chúc mừng toàn thể quý chị những thành viên đến từ trách nhiệm của hàng dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy. Ok nào, sẵn sàng nào. 1, 2, 3. Xong rồi. Vui rồi. Mút nhà mình có mút nhỉ?
Không có. Trứng của nhà hàng chỉ bán cho người lớn này. Nhà hàng người ta chỉ bán bia. Không phục vụ trẻ con. Mời cả nhà nhá. Cả nhà ăn ăn gia đình nhà mình nhá. Bè bè. Bè bè răng mè à, không phải bè bè răng muối. Răng muối. Cái cá gì chị Hoàng? Nó xong. Xuống 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 đi. Nó xuống. Bè bè cháu ngon lắm không? Bè ngon là được. Mẹ ơi. Các con chơi có được ăn tiếp được không? Ngon quá. Không phải giảm được con nhỉ? Giảm ngon thế mà. Đấy ngon. Đây nấu được không? Ngon ngon mà. Còn mấy hộp còn mấy cái đấy được lấy kìa, chúng ta bên kia có chỗ ngồi rộng hơn ở chỗ này này, cả nhà mình sang bên kia ngồi đi, thôi ngồi đây đi, rồi mua con bóng, nhưng mà thằng kia dặn đi thạo rồi đúng không? Ừ, đi quen rồi, lách tránh á, đi kiểu lặng lách tránh bóng, ông to ông đi từ tiền à, thôi không đi ngắm gái mà. Như kiểu phá hai mặt hai đứa thì sợ ghê. Sóc đâu ông biết không? Thích đi về thôi, muộn rồi, thôi cả nhà mình đi về nhé. Thôi chào cả nhà nhé.